Các bạn đang nghe truyện đồ nhi chớ hoảng sợ, vi sư ở đây trên kênh TV Audio CV. Chương 604, đối đáp trôi chảy. Theo tiếng nói của thẩm an tại hạ xuống, những người có mặt đều nhìn nhau. Đặc biệt là mấy hậu bối thế gia đến đây muốn dựa vào luận đạo để nổi danh, lúc này đều có cảm nhận sâu sắc về lý lẽ này. Nếu như mọi người đều tỏ vẻ như vậy thì bọn họ còn luận đạo cái gì, ai dám nói những tiền bối trưởng lão này không đúng, ngươi kim nguyên nhớ mày, có chút nghẹn lời hắn muốn mắng cho tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một trận dám ở trước mặt mình mà lắm mồm nhưng nhất thời lại không biết lấy thân phận gì để nói lấy thân phận người kim ô tộc ư lấy thân phận dược sư hoàng phẩm ư chẳng phải vừa đúng như lời tên tiểu tử kia nói sao nếu không lấy những thân phận này thì hắn cũng không có tư cách để dạy dỗ đối phương nam ông và ngọc phong nghe những lời mộ dung thanh vân nói đều sáng mắt lên không ngờ tên tiểu tử này lại khôn ngoan nhất thời đã giải quyết được tình thế khó xử vừa rồi. Ta là gì ư, ta đến đây là để luận đạo, không phải đến để xem ngươi tỏ vẻ oai phong, hơn nữa ở đây oai phong thì có bản lĩnh gì, ngươi ở ma vực, ở 13 tầng trời yêu tộc mà còn có thể hết mũi lên thì mới gọi là bản lĩnh thật sự. Nói bách lý kiếm tiên không có tư cách để linh tộc bỏ ra cái giá lớn để bồi dưỡng, thế nào, kim nguyên tiền bối đã làm được chuyện kinh thiên động địa gì, có phải đã dắt lên 13 tầng trời yêu tộc, hay là đơn đấu với ba vị kiếm tổ, hay là xuất thân từ hạ giới lăn lộn bò trường mà đạt đến cực cảnh thẩm an tại uống trà vẻ mặt hơi nghi hoặc có vẻ rất tò mò chắc chắn là như vậy nếu không thì kim tiền bối nguyên sao lại còn khinh thường bách lý kiếm tiên chứ hắn vừa nói vừa mang vẻ mặt tò mò cho nên kim tiền bối nguyên đã làm những chuyện lớn nào hậu bối xin rửa tay lắng nghe một tràng phản biện lưu loát này khiến mọi người đều há hốc mồm đổi đến mức sắc mặt kim nguyên đỏ bừng lắp bắp nửa ngày cũng không nói nên lời, dắt lên mười ba tầng trời yêu tộc, đơn đấu với ba vị kiếm tổ, đùa gì thế, chẳng phải để hắn đi chịu chết sao? Nói ra thì Kim Nguyên hắn thật sự không có gì đáng nói để có thể lấy ra khoe khoang, nhưng lời đã nói đến mức này, hắn còn muốn không biết xấu hổ sao? Có không? thấy hắn cạn lời, Thẩm An tại lại hỏi, sắc mặt Kim Nguyên khó coi, thốt ra một câu từ kẻ răng, có hay không thì liên quan gì đến ngươi? Ồ thẩm an tại cố ý kéo dài giọng, ồ, lên một tiếng đầy ẩn ý. Mặc dù không nói nhiều nhưng ý tứ trong đó lại rất rõ ràng. Theo ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên mình, sắc mặt Kim Nguyên khó coi như ăn phải rồi. Tên tiểu tử này, ăn nói quá sắc sảo, so với sắc mặt khó coi của hắn, Ngọc Phong lại mang theo ý cười. Không ngờ, tuy là hậu nhân của mộ dung thiên nhưng mộ dung thanh vân về phương diện này lại không giống chút nào với lão tổ tông của hắn, ngược lại trong đầu hắn, thoáng hiện lên bóng dáng người mặc áo trắng cưỡi ngựa. Còn nam ông, cùng với nhiều người có mặt ở đây, đều nhìn chàng thanh niên trông có vẻ bình thường kia với ánh mắt khác xưa. Không ngờ hắn tuy chỉ có thực lực tổ cảnh bác phẩm nhưng lại có thể bình tĩnh trước mặt hoàn cảnh, chỉ riêng khí phách và sự can đảm này, đã chú định không tầm thường. Hừ, ai mà chẳng biết ăn nói khéo léo, người nói hắn có kiến giải độc đáo về dược đạo, người nói thử xem, hắn độc đáo ở chỗ nào, Kim Nguyên dù sao cũng là người đã sống hơn ngàn năm, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị một tiểu bối dùng vài câu nói đơn giản mà chế ngự độc đáo ở chỗ nào thì hậu bối không biết nhưng hậu bối cũng coi như là nửa đồ đệ của ngọc phong đại nhân lần luận đạo này nếu hậu bối gặp phải vấn đề gì không trả lời được lúc đó thỉnh giáo đại nhân cũng không muộn thẩm an tại nhà nhạc mở miệng giọng điệu nhẹ nhàng khiến ngọc phong không khỏi nhíu mày lời nói như vậy lại càng khiến hắn cảm thấy giống hệt vị kia ngươi một câu nói khiến kim nguyên sửng sốt sau đó không nhịn được cười. Ngươi là dược sư phẩm cấp mấy, quan trọng sao, thẩm an tại liếc hắn một cái, nhàn nhạc nói, có thể giải đáp cho ngươi, trả lời nghi vấn của ngươi là đủ rồi. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, bản tọa hỏi ngươi một vấn đề đơn giản nhất, yêu tộc bình thường nếu muốn hóa hình, ngoài việc đạt đến giai đoạn hóa hình, còn có một cách khác để hóa hình sớm hơn, đó là nuốt đan dược hóa hình, đan dược này có mấy vị chủ dược, mấy loại phụ dược, cần dùng loại lửa gì để luyện chế, thứ tự cho thuốc vào như thế nào, Kim Nguyên cười khẩy, lập tức ném ra một câu hỏi như vậy. Vấn đề này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, đan dược hóa hình được coi là một loại đan dược tương đối ít phổ biến, nếu không xem qua sách về phương diện này, e rằng người thường căn bản sẽ không tiếp xúc. Nếu đã luyện chế loại đan dược này thì tự nhiên là dễ như trở bàn tay nhưng nếu chưa luyện chế, hoặc chưa từng có ý định luyện chế thì muốn nói rõ ràng cũng không dễ. Húng hồ, với thực lực tổ cảnh bác phẩm của tên tiểu tử kia, còn chưa có bản lĩnh luyện chế đan dược hóa hình. Loại đan dược đó ít nhất cũng phải là do một tổ cảnh cửu phẩm, nắm giữ sơ bộ lực lượng pháp tắc mới có thể luyện chế. Câu hỏi của ngươi có vấn đề. Thẩm An tại nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng mở miệng. Vừa nghe hắn nói vậy, Kim Nguyên liền chế nhạo, nói không nên lời thì chính là không nói nên lời, tìm cớ gì chứ. Đầu tiên, đan dược hóa hình cũng chia thành thượng phẩm và hạ phẩm. Đan dược hóa hình thượng phẩm có thể hoàn toàn tiêu trừ yêu khí, giúp yêu tộc hóa thành hình người đang dược hóa hình hạ phẩm lại cần phải điều chỉnh theo huyết mạch hoặc thể chất của người dùng nếu không sẽ dễ để lại một số đặc điểm của yêu tộc ví dụ như nếu xà tộc hóa hình máu lạnh thích âm không giống như người sống theo bầy đàn máu nóng thì đang dược hóa hình hạ phẩm không đổi chủ dược nhưng phụ dược lại cần đổi thành lôi hoa trúc tam sơn tuyết ngũ sắc phượng minh diên còn nếu là đang dược hóa hình thượng phẩm cũng cần tùy cơ địa thậm chí nếu tìm được nhân ngôn quả hơn hai nghìn năm có thể hoàn toàn giúp người hóa hình tránh khỏi thiên kiếp hóa hình không cần vượt thác hóa rồng. Thẩm An tại nói thao thao bất tuyệt, khi nói chuyện không nhanh không chậm, đâu vào đấy. Hắn nhìn thấy đôi mày cau lại của Kim Nguyên, liền mở miệng. Không biết, ngươi muốn hỏi loại đang dược hóa hình nào, cái này sắc mặt Kim Nguyên thay đổi. Hắn cũng chỉ luyện chế qua một loại đang dược hóa hình, vẫn là người ta đưa đơn thuốc đến tận tay, nhờ hắn luyện chế. Bằng không thì hắn rảnh rỗi sinh nông nổi gì mà đi nghiên cứu loại đang dược này chứ, những người ở cảnh giới như bọn họ thường đều có phương hướng mà mình đặc biệt am hiểu ví dụ như hắn giỏi luyện chế đang dược hỏa hành đủ loại giúp người tăng thực lực bùng nổ trong thời gian ngắn hoặc giải trừ hỏa độc các loại phàm là đang dược liên quan đến hỏa hắn đều giỏi nhưng đang dược hóa hình này hắn không khỏi nhìn về phía một lão già tóc xanh bên cạnh lão quy ngươi giỏi đang dược hóa hình vừa rồi tên tiểu tử này nói có đúng không ờ lão già tóc xanh kia lộ vẻ do dự sau đó ho khang mở miệng. Tiểu hữu này xem ra đã nghiên cứu đang dược hóa hình không ít thời gian, hắn nói, đều đúng, câu hỏi mà Kim Đại Nhân đưa ra quả thực quá chung chung. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Kim Nguyên liền tái mét. Vốn định ra một đề bài ít phổ biến, không ngờ lại khiến mình mất mặt. Vậy bản tọa lại hỏi ngươi, hỏa chi là mấy chuyển, đang dược cửu chuyển huyền lôi đa nổi tiếng ở thương lôi giới, nhất định phải dùng loại lưỡi gì để luyện chế, hỏa chi làm chính chuyển, Cửu chuyển huyền lôi đang đương nhiên phải dùng kỳ hỏa thứ 27, thương lôi huyền hỏa để luyện chế. Là tiền bối xem thường hậu bối, hay là tiền bối thực sự không còn câu hỏi gì để hỏi nữa, những thứ này trong sách đều viết rõ ràng, tiền bối thường ngày không đọc sách sao, thẩm an tại thản nhiên tự đắc, đối đáp trôi chảy. Hắn thậm chí không cần dùng đến vạn đạo thôi diễn thuật. Những gì đối phương hỏi cơ bản đều là kiến thức lý thuyết, chưa nói đến lúc ở thiên huyền giới, hắn đã đọc gần hết tất cả các sách về đan đạo sau khi lên đây cũng không nhàn rỗi, để hứa thiên diệp tìm rất nhiều sách để đọc. Có vẻ như khi rảnh rỗi, đọc sách đã trở thành một thói quen. Đang dược xích lôi kim hỏa thành đang có màu gì, giải kiếp vân như thế nào, kim nguyên nheo mắt. Thành đang chia làm ba màu, thượng đẳng là tím, trung đẳng là đỏ, hạ đẳng mới là vàng, kiếp vân có ba cách giải, đang thượng đẳng tự nuốt lôi đan, trung đẳng dùng hỏa công, hạ đẳng dùng nước dìm là có thể giải. Thẩm An Tại nói rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ trúc linh ngàn năm cực kỳ sợ người thấy người là chạy lại không có hình thể làm sao bắt được kim nguyên rướn người về phía trước nheo mắt hỏi nhanh chạy được hòa thượng chạy không được miếu đào gốc trúc nó trú ngụ thẩm an tại khẽ thổi nước trà thản nhiên đáp lại ta muốn mượn ánh sáng của nhật nguyệt để luyện chế đang dược bổ thiên làm sao lấy được ánh sáng của nhật nguyệt trong ngọn lửa hóa thành trời đất trong lò luyện có càng khôn âm dương tương hổ thành, đang ngưng hình nhật nguyệt. Liên tiếp 8 câu hỏi, Thẩm An Tại đều lập tức đưa ra câu trả lời. Ngươi vãn bối họ mộ dung tên Thanh Vân. Rắc, tách trà trong tay Kim Nguyên vỡ nát, sắc mặt âm trầm. Hắn và những người khác há hốc mồm, đặc biệt là những hậu bối, càng nhìn đến ngay người, thậm chí có người còn dừng lại ở câu hỏi trước của Kim Nguyên, không ngờ lại có câu trả lời chính xác. Vũ Huyên nhìn thanh niên nói năng lưu loát, ung dung tự tại, ánh mắt lấp lánh. Mặc dù hiểu rằng người ngồi ở đó lúc này không phải là Vân Ca nhưng nếu Vân Ca cũng lợi hại như vậy thì, tốt biết bao, Lão Quy, Nam Ông, Ngọc Phong và những người khác nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh ngạc. Những câu hỏi của Kim Nguyên không thể coi là quá khó giải nhưng lại rất hiểm hóc. Thậm chí có câu còn cố tình đặt bẫy nhưng đối phương lại không mắc bẫy. Những câu hỏi mà tiền bối hỏi có vẻ quá đơn giản, e rằng còn chưa cần đến Ngọc Phong Đại Nhân ra tay. Thẩm An tại trả lời xong, trà trong chén cũng đã uống hết, hắn đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Tuyệt, tuyệt, không đợi Kim Nguyên trả lời, ở cuối đạo tràng, đột nhiên truyền đến tiếng cười ha hả, vô cùng hùng hậu. Mọi người nhìn lại, lập tức có không ít người đứng dậy chắp tay. Gặp qua thần khuyết lão tổ. Thẩm An tại cũng đứng dậy nên đón, hơi nghiêm mặt. Người đến là một lão già gầy gò, mặc áo vải thô, sắn tay áo lên, trông như thể tùy thời cũng có thể làm việc nặng nhọc nhưng đừng nhìn hắn mặc quần áo bình thường vị thần khuyết lão tổ này nhưng là cường giả hoàn cảnh lục phẩm mạnh hơn tất cả mọi người có mặt ở đây đối mặt với lời chào của mọi người thần khuyết lão tổ hơi gật đầu đáp lại mọi người ngồi xuống đi tiểu lục đi đổi cho ngọc phong tiểu hữu một cái bàn khác vâng đứa trẻ hầu thuốc ngoan ngoãn tiến lên dọn dẹp án thư bị ngọc phong đập vỡ lại đổi một cái mới châm trà còn Thẩm An Tại cũng bưng chén trà lên nhưng lại kinh ngạc phát hiện nước trà trong đó đã đầy, không khỏi ngẩn người quay đầu lại. Hứa Thiên Diệp đứng bên cạnh, mái tóc bạc phơ, thái độ cung kính, không nói một lời. Toàn thân u ám, giống như một người chết. Hừ. Thấy thần khuyết lão tổ ra mặt, Kim Nguyên mới ngậm miệng, không tiếp tục hỏi nữa. Thật ra để hắn hỏi tiếp, hắn cũng không biết còn câu hỏi nào có thể làm khó được tên tiểu tử kia nữa. Ai mà ngờ được, một kẻ chỉ mới là tổ cảnh bác phẩm, kiến thức về dược đạo lại thâm sâu đến vậy. Là hắn đã coi thường hắn rồi. Mọi người bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian đến thần thức sơn của ta để tham gia luận đạo, lão phu xin cảm ơn trước. Thần khuyết lão tổ khách sáo nói, chắp tay. Đạo hữu thần khuyết nói gì vậy, từ lần gặp nhau trước của chúng ta đến nay đã hơn 180 năm chưa gặp, lần này nghe nói đạo hữu mở luận đạo, lão phu liền nghĩ đến việc đến thăm cố hữu. Một lão già để râu, có chút khí chất của lão ngoan đồng cười ha ha mở miệng. Đó là đệ tử của Thương Huyền Tiên Tôn ở Cửu Hải giới, mọi người tôn xưng là Vân Lai lão tổ, Hoàng cảnh tứ phẩm, Hoàng phẩm dược sư. Ngọc Phong nhỏ giọng giải thích bên tai Thẩm An tại. Ha ha ha, Vân Lai huynh, lần luận đạo trước ngươi không đến, lần này đến, chẳng lẽ cũng muốn chú ý việc vặt sao? Thần Khuyết lão tổ chỉ tay vào hắn, cười không rõ ý, ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy vân lai lão tổ vuốt râu cười lớn cũng không phản bác được rồi lão phu nói dài dòng vậy thôi luận đạo lần này mọi người hãy trình bày quan điểm của mình về những vấn đề khó khăn trong dược đạo đều có thể trao đổi với nhau còn vấn đề của lão phu thì để sau hãy nói tránh để mọi người nhất thời suy nghĩ mãi không ra làm chậm trễ việc chính nói xong ánh mắt thần khuyết lão tổ lóe lên dừng lại một chút rồi mở miệng nếu hôm nay có ai giải đáp được thắc mắc của ta nhất định sẽ hậu tạ trọng lễ mặc dù không nói rõ nhưng ánh mắt của mọi người có mặt đều động đậy. Vậy thì, để tiểu tử nhà họ Trương bắt đầu trước đi, trên thư nói, những năm này ngươi tự sáng tạo ra một phương pháp luyện đan, muốn kiểm tra xem có thiếu sót gì không, muốn chúng ta chỉ bảo thêm, không bằng tiến lên luyện thử một lần, cứ, luyện một viên thánh phẩm tụ hồn đan đi. Theo lời thần khuyết lão tổ, ngay bên cạnh thẩm an tại, một thanh niên mặc trang phục bó sát, tóc ngắn gọn gàng đứng dậy. Vãn bối trương thiên chí, bái kiến chư vị tiền bối. Mọi người đều gật đầu, ra hiệu cho hắn có thể bắt đầu. Thẩm an tại cũng quan sát hắn. Khí tức của đối phương như rồng lượng, nhìn là biết ngay là thể tu. Thể tu lại tinh thông thuộc luyện đan, là số ít. Bộ thuộc luyện đan này của vãn bối, lấy quyền nhập đạo, quá mức cương mảnh, cho nên muốn nhờ chư vị tiền bối chỉ bảo một số phương pháp trung hòa. Trương Thiên Chí vừa nói vừa triệu hồi lò luyện đan, ném linh dược vào sau đó hắn hơi nheo mắt hai nắm đấm chạm vào nhau xì xèo ngọn lửa bùng phát hai nắm đấm của hắn nhuộm một màu lửa vàng vô cùng nóng bỏng ầm uhm, theo cú đấm đầu tiên của hắn dán vào lò luyện đan bên trong đột nhiên phát ra ba tiếng ong ong vang dội tiếng này to hơn tiếng kia hơn nửa khí nóng cũng bắt đầu tăng dần từng lớp quả là kỳ lạ lấy quyền đạo nhập dược dùng kinh khí khống chế nhiệt độ nếu phương pháp này thành công tương lai hẳn những thể tu không mạnh về thần hồn sẽ vô cùng thèm muốn đúng vậy những kẻ luyện quyền đó tu luyện hỏa diệm thần hồn không đến nơi đến chốn nhưng nếu nói đến việc khống chế lực quyền lớn nhỏ bọn họ quả thực không ai sánh bằng mọi người thầm gật đầu những người có thể đến đây tất nhiên không phải là hạng tầm thường chỉ nói đến phương pháp lấy quyền nhập dược của trương thiên chí này không phải người tinh thông dược đạo quyền đạo thì không thể tự sáng tạo ra được âm 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 như sóng biển lớp lớp, ngọn lửa phun trào, từng trận hương thuốc thơm ngát lòng người. Thẩm An tại chăm chú nhìn cảnh này, khẽ gật đầu. Đúng là một phương pháp khéo léo nhưng đối với hắn thì vô dụng. Nếu hắn dùng phương pháp này để luyện đan thì có hơi thừa thải. Hơn nữa, phương pháp này quá mức cương mãnh, cũng đúng như chính Trương Thiên Chí đã nói, thiếu đi sự mềm dẻo, một khi xảy ra sai sót, sẽ nổ lò. Không nên áp dụng mọi người vừa xem vừa suy nghĩ còn bên kia kim nguyên đảo mắt nở một nụ cười ngọc phong không biết hậu bối kia của ngươi có phương pháp nào cải tiến bộ thuật luyện đan này không thẩm an tại nhướng mày liếc nhìn hắn theo tiếng nói của kim nguyên hạ xuống những tiền bối về dược đạo có mặt tại đây vốn có ý định lên tiếng cũng nuốt lời vào bụng ánh mắt có phần chờ mong tò mò nhìn về phía bên kia ngay cả thần khuyết lão tổ và vân lai lão tổ cũng vậy Hai người bọn họ đều rất hứng thú với tiểu tử trước mắt này, từ việc hắn trả lời trôi chảy những câu hỏi của Kim Nguyên lúc nãy có thể thấy, người trẻ tuổi này không đơn giản. Nhưng những thứ đó, nếu đọc nhiều sách thì không khó để ghi nhớ. Nhưng nếu thực sự bắt tay vào làm thì phải xem thiên phú, không phải chỉ dựa vào việc đọc sách là được. Ngươi xác định để ta lên, thẩm an tại đặt tách trà xuống, hỏi ngược lại một câu nhưng chính câu hỏi ngược này của hắn lại khiến Kim Nguyên trong lòng chắc chắn rằng tiểu tử này chỉ là đọc nhiều sách, căn bản không có bản lĩnh gì thực sự. Sao, nếu ngươi không được thì để Ngọc Phong lên đi. Kim Nguyên lên tiếng, khiêu khích liếc nhìn Ngọc Phong. Ngọc Phong cao mày, bản thân Trương Thiên Chí đã là một dược sư thánh phẩm, mình cũng là thánh phẩm, mặc dù kiến thức hơn hắn một chút nhưng có thể cải tiến phương pháp luyện đan này hay không, còn phải bàn. Không cần làm phiền Ngọc Phong đại nhân ra tay, để vãn bối lên là được. Thẩm An tại vỗ vỗ người đứng dậy, sắc mặt bình thản đi về phía giữa sân. Trương Thiên Chí nhìn hắn, trong đôi mắt lộ vẻ nghi ngờ, do dự một chút rồi vẫn lên tiếng. Vị đạo hữu này, có cần tại hạ tiếp tục trình diễn một lần nữa không? Không cần, ngươi cứ xem cho kỹ. Thẩm An tại phất tay, ra hiệu cho hắn tránh sang một bên. Cảnh này cũng khiến mọi người có mặt nhìn nhau. Mới xem luyện đan một lần, tên này đã dám ra tay rồi sao? Phải biết rằng, những hoàng phẩm dược sư như bọn họ, trong lần luyện đan vừa rồi, cũng chỉ có chút cảm nghĩ chuẩn bị nói ra, để Trương Thiên Chí từ từ tìm ra cách cải tiến từ trong lối nghĩ của bọn họ. Chỉ là muốn ra quay thôi. Không chỉ có Kim Nguyên, không ít người đều thầm lắc đầu. Cảm thấy mộ dung thanh vân này chỉ là liều lĩnh lên thôi. Ngoài hứa Thiên Diệp và Vũ Huyên ra, ở đây chỉ có ba người cực kỳ mong đợi những gì hắn sẽ làm tiếp theo. Một là Ngọc Phong, hai người còn lại là thần khuyết lão tổ và vân lai lão tổ khi thẩm an tại là người duy nhất còn lại ở trung tâm đạo tràng hắn nhẹ nhàng vỗ vào lò luyện đan của trương thiên chí một tiếng ông vang lên lò luyện đan rung chuyển không ngừng sau đó thẩm an tại lại nhất lò luyện đan lên tung lên vài lần lại đập vài cái hành động kỳ quái gõ gõ đập đập như vậy khiến mọi người ở đây cao mày tên này đang làm gì vậy để hắn luyện đan hắn lại nhất lò luyện đan lên làm gì không phải bảo hắn luyện thể nha kim nguyên càng cười lớn tiểu tử nếu ngươi không biết thì đừng lên đây làm trò nữa nhận thua đi ta cũng không trách ngươi miễn lát nữa xảy ra sai sót nổ lò ngươi còn không xuống đài được thẩm an tại không để ý đến hắn sau một hồi cân nhắc hắn nắm lấy một góc lò luyện đang đập xuống vù tiếng nổ chói tai vang lên giống như trong nháy mắt đó tiếng vọng trong lò chồng lên nhau rung chuyển cả đạo tràng tiếng nổ này khiến thần khuyết lão tổ sáng mắt nhìn về phía cố hữu của mình vân lai lão tổ cũng gật đầu truyền âm nói người trẻ tuổi này hẳn là đang thử độ cứng của lò luyện đan hành động vừa rồi của hắn hẳn là một phương pháp giám định thường dùng của luyện khí sư thần khuyết lão tổ mắt sáng lên không ngờ tiểu tử này còn biết chút về luyện khí chỉ không biết hắn thử lò luyện đan để làm gì cứ xem đi có lẽ tiểu tử này có thể mang đến cho chúng ta một bất ngờ lớn hai người nhìn nhau gật đầu không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn thanh niên đã tế ra ngọn lửa trên sân. Chỉ là linh hỏa bình thường nhất, không có bất kỳ đặc điểm nào. Hơn nữa, sau khi tế ra ngọn lửa, thanh niên nhìn về phía trương thiên chí bên cạnh. Còn nguyên liệu của tụ hồn đang không, cho ta vài phần, lời này vừa nói ra, mọi người đều lắc đầu cười. Ha, ta nói tiểu tử này có lai lịch gì, hóa ra là giả vờ thần bí, là một dược sư, ngay cả ngọn lửa thuận tay cũng không có, Thật là đáng thất vọng. Theo ta thấy, chỉ là muốn gây sự chú ý, chỉ ăn không những chữ nghĩa trên sách vở mà thôi. Trương Thiên Chí bị hắn hỏi như vậy, ngẩn ra một chút, có chút do dự. Bởi vì nhìn thế nào thì đối phương cũng không phải là một kẻ đáng tin cậy. Nguyên liệu của tụ hồn đan này tuy không quá quý hiếm nhưng cũng không rẻ, có thể một lần đưa ra mấy phần. Cho hắn 5 phần, để hắn thử cho đủ. Kim Nguyên thấy hắn không nhúc nhích, lạnh lùng lên tiếng. Đấy mắt có chút chế giảo. Thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ, hắn muốn xem thử tiểu tử này có thể cải tiến bộ thuộc luyện đan này như thế nào, năm phần. Trương Thiên Chí há hốc mồm, có chút đau lòng nhưng vẫn vỗ vỗ vào những trữ vật, chia ra năm phần nguyên liệu đưa qua. Năm phần nguyên liệu đổi lấy việc ta cải tiến thuộc luyện đan của ngươi, ngươi không lỗ. Thẩm An tại nhà nhạc lên tiếng, thu bốn phần vào trong túi, sau đó vỗ vào lò luyện đan. Vù, linh hỏa bùng lên. Các vị đều là tiền bối về dược đạo, có kiến giải độc đáo về dược lý nhưng đôi khi càng uyên bác, càng dễ rơi vào bế tắc, không thể thoát ra được. Vừa rồi các vị nói rằng vãn bối thậm chí không có ngọn lửa thuận tay nhưng các tiền bối có lẽ đã quên rằng, linh hỏa được hình thành từ linh nguyên. Nếu nói về sự thuận tay, còn ngọn lửa nào có thể so sánh với linh nguyên chi hỏa mà mình đã gắn bó hàng nghìn năm, thẩm an tại nhà nhạc lên tiếng, giọng nói chậm rãi, như gió xuân phản phất nhưng chỉ vài câu ngắn ngủi như vậy đã khiến tiếng cười ồn ào náo nhiệt ở đây đột ngột dừng lại có người nhíu mày suy nghĩ kỹ về ý nghĩa thực sự của nó có người mặt đỏ tía tai ẩn hiện vẻ tức giận dường như cảm thấy mình bị một hậu bối dạy dỗ mất hết mặt mũi hừ giả vờ giả vịt kim nguyên hừ lạnh một tiếng không để trong lòng thần khuyết lão tổ và vân lai lão tổ nghe vậy thì liên tục gật đầu rất có ý tán thưởng trương đạo hữu Ngươi đưa quyền pháp vào trong phương pháp luyện đan, cương mảnh có thừa nhưng lại thiếu mềm dẻo, bây giờ ngươi hãy xem kỹ, ta sẽ cải tiến như thế nào. Nguyên liệu được cho vào lò luyện đan, thẩm an tại đập hai nắm đấm vào ngực, ngọn lửa bùng lên, vì thế tỏa ra gần như giống hệt trương thiên chí vừa rồi. Cảnh này khiến tất cả mọi người có mặt đều nheo mắt lại. Có thể dung nạp quyền pháp vào trong, cũng có thể dung nạp thuộc luyện khí, nếu thiếu mềm dẻo, vậy thì không cần mềm dẻo, trọng dụng cứng rắn, loại bỏ tạp chất, ngưng đan giọng nói của thẩm an tại hơi cao ngay sau đó hắn đột nhiên đấm một quyền rơi xuống bên ngoài lò luyện đan tuy nhiên tiếng vo ve như dự đoán lại không vang lên chỉ là lò luyện đan rung lên một cái sau đó im lặng linh hỏa bên trong phun trào nhiệt độ tăng cao nhưng không có tiếng lật tung nào giống như đang diễn một vở kịch câm ngay sau đó thẩm an tại lại đấm một quyền lò luyện đan rung lên lại đấm một quyền vẫn rung lên vẫn không có tiếng động đây đây là thủ pháp gì vậy thật kỳ lạ lão phu đây là lần đầu tiên nhìn thấy phương pháp luyện đan như vậy dường như phong tỏa hoàn toàn khí lực đó bên trong thậm chí không hề tiết ra chút nào trương thiên chí cao mày vẻ mặt khó hiểu khí lực mạnh mẽ như vậy trong lò luyện đan cùng với linh hỏa bốc lên lẽ ra đã sớm nổ tung lò luyện đan rồi tại sao xem cho rõ đây chính là thuộc luyện đan mà ta cải tiến cho ngươi sau khi đập liên tục trong một khắc đồng hồ thẩm an tại mới dừng lại giơ cao tay phải linh hỏa hóa hình thành một cái búa khổng lồ được hắn nắm trong tay thẩm an tại nheo mắt lại cùng lúc đó chiếc búa khổng lồ đập xuống trong lòng hắn hét lớn tam thập lục luyện khí cổ pháp thần chung mộ cổ vù lần này một tiếng động lớn vang lên sóng âm lan tỏa như gợn sóng trên mặt hồ từng lớp từng lớp lan ra bốn phía cái lò rung lên dữ dội tiếng vo ve không ngừng trong khoảnh khắc mơ hồ dường như có tiếng chung tiếng trống cùng vang lên chấn động liếc tai trương thiên chí đứng gần thậm chí không khỏi bịt tai vẻ mặt kinh hãi thật không ngờ lại nén khí lực đến lúc này mới bùng nổ tên này điên rồi sao sắp nổ lò rồi kim nguyên lộ vẻ phấn khích nhìn cái lò đang vo ve dữ dội rung chuyển không ngừng và bốc hỏa qua ngút trời ngươi có muốn cái lò này nổ cũng không nổ được thẩm an tại liếc hắn một cái một tay ấn lên lò luyện đan vù tiếng vo ve run rẩy dần dần biến mất ngọn lửa thu lại đây mọi người nhìn nhau không dám tin thẩm an tại mở nắp lò vung tay một cái ba viên đang dược đen xì khó coi xoay tròn trong lòng bàn tay hắn đây đây là tụ hồn đan tại sao ta không ngửi thấy mùi thuốc nào cũng không cảm nhận được khí thành đan kim nguyên thấy đang dược thành hình xấu xí không khỏi cười ha hả thứ đen xì này chính là tụ hồn đan mà ngươi luyện ra sao ta biết ngươi rất vội nhưng ngươi đừng vội. Thẩm An tại nhà nhạc lên tiếng, sau đó tay phải dùng sức xoa. Rắc rắc vỏ sắc vỡ ra rơi xuống, vài tia sáng tím nhạt bùng lên. Mùi thuốc thơm ngát lan tỏa, khiến người ta khoan khoái, vô cùng kinh ngạc. Tất cả mọi người nhìn ba viên đang dược màu tím trên tay Thẩm An tại, đều há hốc mồm. Phương pháp luyện đan như vậy, chưa từng nghe thấy, giống như, rèn sắc luyện khí vậy, mà Ngọc Phong cũng nghi mặt lại, chăm chú nhìn bóng lưng của mộ dung thanh vân tam thập lục luyện khí cổ pháp hắn học từ đâu ra chẳng lẽ cũng là do mộ dung thiên truyền lại nhưng hắn lại có thể dung hợp phương pháp luyện khí cổ xưa này vào trong y đạo sao đang đã thành mời chư vị thẩm định thẩm an tại vung tay áo ba viên đang dược lần lượt bay về phía thần khuyết lão tổ trương thiên chí kim nguyên để ta xem vân lai lão tổ cũng tiến đến bên cạnh thần khuyết lão tổ thò đầu nhìn viên đan dược màu tím trong tay hắn. Trương Thiên Chí hai tay nâng đan dược, trầm mặt không nói, không biết đang nghĩ gì. Còn Kim Nguyên, hắn cầm viên đan dược này, sắc mặt nhanh chóng xanh mét. Vân văn viên mãn, sắc thái không khuyết, đan này thành tướng cực tốt, thần khuyết lão tổ không tiếc lời khen ngợi. Nghe đến cả hắn cũng thừa nhận viên đan này không có gì sai sót, mọi người nhìn nhau, hít một hơi khí lạnh. Xì thật không ngờ, hắn lại thực sự thành công ngay lần đầu tiên sao dùng quyền pháp luyện đan của trương thiên chí thậm chí còn dùng với lực mạnh hơn vậy mà lại thành công không nổ lò sao không thể nào tiểu hữu có thể nói cho ta biết ngươi đã cải tiến phương pháp luyện đan của trương tiểu hữu như thế nào không đúng vậy lúc đầu lão phu nghĩ đến việc dùng nhu pháp chế ngự bên trong hoặc là mỗi lần luyện đan thêm một số thứ âm nhu như nhu linh long để hóa giải khí lực để đạt được hiệu quả trung hòa sau khi hết kinh ngạc có mấy người lên tiếng hỏi ánh mắt lộ vẻ cầu học hoàn toàn không vì bề ngoài yếu đuối của mộ dung thanh vân mà mất mặt đơn giản đan thuật của hắn không ổn định chính là vì quá mạnh mẽ chỉ cần để hắn mạnh mẽ vừa phải thì tự nhiên sẽ không nổ lò thẩm an tại lên tiếng vừa phải câu này có ý gì tất nhiên là khí lực dùng để luyện thuốc thì không được thiếu còn khí lực thừa thì dùng để luyện khí thẩm an tại nhẹ giọng nói sau đó vung tay áo Gió nhẹ thổi qua, lớp vỏ sắt bong ra trên bề mặt đang dược vừa rồi biến thành lùng sáng, lóe lên rồi chớp mắt đã cắt vào viên gạch bên cạnh, vô cùng sắc bén. Luyện khí. Mọi người sửng sốt, sau đó càng không hiểu gì, có chút ngơ ngác. Khụ khụ. Thần Khuyết lão tổ ho một tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn thẩm an tại bên dưới, chậm rãi lên tiếng. Vị tiểu hữu này trong lúc luyện đan, còn tiện tay dùng tạp chất chiết xuất từ những dược liệu đó để luyện chế một lớp giáp bảo vệ phủ lên bề mặt đan dược, vừa vặn có thể chống lại dư ba khi khí lực bùng nổ, bảo vệ dược hiệu bên trong không bị ảnh hưởng mà bạo động dẫn đến hậu quả nổ lò. Nghe lời giải thích của hắn, mọi người mới hơi hiểu ra nhưng vẻ kinh ngạc trong mắt vẫn không giảm. Luyện đan luyện khí, vậy mà cũng có thể trộn lẫn với nhau sao? Điều này cần bản thân phải có khả năng kiểm soát đến mức nào, thật là tự tin, Thẩm An tại nhìn về phía Trương Thiên Chí, nhà nhạc lên tiếng quyền pháp của ngươi mạnh mẽ nếu vì chuyện luyện đan mà ngược lại sợ sệt thì lại trở nên kém cỏi phát huy sức mạnh đến cùng mới là điều mà thuộc luyện đan này của ngươi cần cũng là điều mà sự tiến triển quyền pháp của ngươi không thể thiếu theo lời hắn nói ra ánh mắt trương thiên chí rung lên nhíu chặt mày thảo nào từ khi tự sáng tạo ra thuộc luyện đan này quyền pháp không tiến mà lùi mặc dù bên ngoài đều nói hắn dung hợp quyền pháp vào thuộc luyện đan có thể coi là kỳ tài nhưng chỉ có hắn mới biết ngược lại điều này giống như một ổ khóa trói buộc mình. Suy nghĩ hồi lâu, hắn ôm quyền cuối người. Đa tạ chỉ giáo, các vị tiền bối, vãn bối nông cạn, nếu có chỗ nào xúc phạm, mong các vị lượng thứ, hoặc là các vị tiền bối có chỉ giáo gì, vãn bối nhất định sẽ rửa tay lắng nghe. Thẩm an tại chấp tay hành lễ. Một câu nói khiến những người có vẻ mặt không mấy vui vẻ có mặt ở đây cũng dịu sắc mặt đi nhiều, cực đầu đáp lại. Tiểu hữu nói quá rồi, Lần luận đạo này, thuộc luyện khí luyện đan của ngươi cũng khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Đúng vậy, như tiểu hữu nói, đôi khi học càng nhiều, ngược lại càng dễ rơi vào mâu thuẫn, đợi lần này trở về, lão phu cũng nên thử dùng linh hỏa luyện đan, hy vọng có thể thu hoạch thêm. Tiếng cười của mọi người vang lên, bầu không khí căng thẳng lúc này được giải tỏa. Tất nhiên, Kim Nguyên không nói một lời, chỉ sắc mặt âm trầm. Thẩm An tại mỉm cười gật đầu, sau đó hai tay chắp sau lưng quay người đi về phía chỗ ngồi của mình bọn họ vừa rồi còn coi thường ngươi sao ngươi phải thế này vũ huyên nhíu mày nhỏ giọng lẩm bẩm thẩm an tại hơi quay đầu lại nhàn nhạt nói đôi khi tình người nghĩa đời đáng để người ta học tập hơn là tranh cường đấu thắng trên khán đài ngọc phong nhìn động tác chắp tay quay người của hắn không khỏi dụi dụi mắt đặc biệt là khi nghe câu tình người nghĩa đời đáng để người ta học tập hơn là tranh cường đấu thắng Hắn hơi há miệng, muốn nói gì đó nhưng nhìn khuôn mặt xa lạ kia, lại không biết nên nói thế nào. Một cảm giác như người xưa đang ở trước mắt, như giấc mơ ngày hôm qua gùa về trong lòng. Hắn có chút thất thần. Nay không phải xưa, chuyện của lời xưa không còn người xưa. Ta đúng là chỉ sợ lát nữa ngươi sẽ lấy ra mấy vò đan dược. Hắn cười ngây ngô, càng ngày càng thưởng thức mộ dung thanh vân này. Mấy vò đan dược, tiền bối nói vậy là có ý gì? Vũ Huyên không hiểu hỏi. Ngọc Phong buồn bã, lẩm bẩm nói. Nhiều năm trước, cũng có chuyện tương tự, cũng có một người như vậy, sau khi đồ đệ của mình chiếm hết hào quang, đã chọn tặng mấy vò đang dược để hóa địch thành bạn, trong tranh cường đấu thắng, đã chọn tình người nghĩa đời. Hắn tên là Ngọc Phong nhìn mộ dung thanh vân đang nâng chén uống trà, hai mắt hơi nheo lại, từng chữ một nói ra. Thẩm An Tại Tay cầm chén của Thẩm An Tại khẽ khựng lại, dường như vì cái tên đó mà có chút xúc động ngọc phong lập tức mắt sáng lên nhưng hắn vừa định mở miệng thì đối phương đã quay đầu lại thẩm an tại là thẩm sư tổ tiền bối sao thẩm an tại chớp chớp mắt học theo dáng vẻ ngốc nghếch của mộ dung thiên trong ký ức mà gãi đầu thấy hắn như vậy ánh sáng trong mắt ngọc phong tan biến lắc đầu thầm xem ra là mình nghĩ nhiều rồi cũng phải đã qua nhiều năm như vậy nếu muốn xuất hiện thì đã xuất hiện từ lâu rồi, sao có thể đợi đến bây giờ. Vị tiểu hữu này, không ngờ nhãn lực của ngươi lại độc đáo như vậy, lại nghĩ đến việc dùng phương pháp luyện khí để cải thiện phương pháp luyện đan của Trương tiểu hữu. Nam ông, quy lão đầu ở bên cạnh đều khen ngợi, ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng. Mặc dù đối phương liên tục nói rằng là do Ngọc Phong chỉ dạy nhưng thực ra mọi người đều hiểu rõ, đây chỉ là lời nói để bảo vệ mà thôi. Tiền bối quá khen. Thẩm An tại mỉm cười đáp lại, không kiêu ngạo cũng không tự ti, khiêm tốn lễ phép. Chỉ là cải thiện một phương pháp luyện đan mà thôi, vẫn chưa thể hiện được bản lĩnh của ngươi, dù sao ở đây cũng có rất nhiều hoàng phẩm dược sư, mỗi người đều có phương pháp riêng. Kim Nguyên phục hồi lại, mặt mày u ám mở miệng. Quy lão đầu, trước đây ngươi không phải đã có được một bản cổ phương tàn khuyết, nghiên cứu hơn 10 năm nhưng vẫn không thể xác định được ba vị thuốc bên trong sao, hay là để hắn thử xem, những người khác nghe vậy lập tức nảy sinh hứng thú. Cổ phương đó chính là phương thuốc hoàng phẩm chính hiệu. Ngay cả bọn họ e rằng cũng khó có thể giải đáp trong thời gian ngắn nhưng nếu giải đáp được, chắc chắn sẽ có lợi cho mọi người có mặt ở đây. Dù sao nếu sợ đan phương bị truyền ra ngoài thì cũng không cần phải lấy ra ở đây. Cái này, được rồi. Quy lão đầu do dự một chút, vẫn gật đầu, sau đó phất tay áo. Trong tay xuất hiện một khối ngọc giản cổ kính, bị khuyết một góc dưới sự thi triển của hắn ngọc giản tỏa ra ánh sáng biến ảo chữ viết nhấp nháy lơ lửng trên không trung hóa thành một đan phương diêm lôi trừ chú đan hoàng phẩm đan dược lấy lôi kiếp ngưng đan có thể trừ vạn ngàn chú ấn độc ôn huyễn ma ngàn loại tà ma không thể đến gần phương pháp luyện chế tổng cộng 32 vị thuốc lấy cửu diệp hàng thiền kim xí nửa ngón thủy điệp chi phấn một tiền một hạt ngũ tiên quả hạch rườm ra nói là có tổng cộng 32 loại dược liệu nhưng trên đó chỉ có 29 loại Mỗi loại mặc dù lấy lượng không nhiều nhưng lại cực kỳ quý hiếm, người thường khó có thể nhìn thấy. Còn lại ba loại thuốc không rõ, cũng là chìa khóa để thành đan, lại vừa vặn bị thiếu mất. Đan phương này vừa xuất hiện, rất nhiều người có mặt đều nhíu mày, chìm vào trầm tư. Bao gồm cả vân lai lão tổ và thần khuyết lão tổ. Hai người bọn họ mặc dù có tu vi dược đạo cao nhất ở đây nhưng nhất thời cũng không thể suy đoán ra ba vị thuốc còn lại rốt cuộc là gì. Tắt hết ốc, cũng chỉ có thể nghĩ đến một số khả năng những cổ phương thất truyền này phần lớn đều có niên đại lâu đời lại vì hiếm lạ hoặc cực kỳ khó luyện chế nên dần dần thất truyền nhưng không thể phủ nhận rằng những đan phương này đều có tác dụng đặc biệt rất lớn ở một số phương diện ví dụ như diêm lôi trừ chú đan này vạn ngàn tà ma không thể đến gần điều này tương đương với việc có thể miễn nhiễm với phần lớn các đòn tấn công của thần thông pháp tắc tà tu cho dù là hồn tu hay thi tu hoặc là người ma đạo, thủ đoạn của bọn họ đều rất âm tà quỷ quyệt. Từng có một cường giả cực cảnh, chiến lực chính diện cực mạnh, đáng tiếc cuối cùng lại bị người ma đạo gieo xuống chú ấn âm tà, cô độc chết ngoài hoang dã. Nếu có viên đan này, hắn sẽ không chết. Nhìn phương pháp luyện chế và những vị thuốc hiếm lạ được ghi chép trên đó, mày của thẩm an tại dần nhíu lại. Sự khác biệt lớn nhất giữa thánh phẩm và hoàng phẩm dược sư ngoài một số kiến thức thì lớn nhất vẫn là phương pháp luyện đan. Mặc dù thánh phẩm dược sư là trên cửu phẩm nhưng thực ra phương pháp luyện đan không có gì khác biệt lớn, chỉ là năng lực khống chế mạnh hơn rất nhiều. Còn hoàng phẩm dược sư, điều quan trọng nhất trong việc luyện chế đan dược của bọn họ là đã thoát khỏi phàm tục, có thể nâng cao hiệu quả của linh dược lên một bước nữa. Ví dụ như trong quá trình luyện đan, luyện ra dược liệu vốn chỉ có niên đại 2-300 năm thành dược hiệu nghìn năm. Hơn nữa, nhiều dược liệu quý hiếm, đan phương cao cấp, không phải dược sư hoàn cảnh thì không thể luyện chế chỉ xét về tu vi đã khiến nhiều người phải chùn bước ánh mắt của mọi người không khỏi thay đổi đan phương hoàn phẩm chỉ có thể do hoàn cảnh luyện chế hiệu quả bên trong liên quan đến các loại pháp tách dược đạo quá phức tạp một tổ cảnh bác phẩm vượt cấp luyện chế thánh phẩm đan dược vẫn có thể hiểu được nhưng muốn luyện chế hoàn phẩm đan dược thì tuyệt đối không thể huống chi bây giờ là muốn mộ dung thanh vân bổ sung đan phương mức độ khó khăn càng tăng vọt Kim Nguyên này rõ ràng là đang làm khó hắn, lòng dạ hẹp hòi có thể thấy được. Nhưng vì thân phận Kim Ô tộc của hắn, những người có mặt lại không dám nói nhiều. "Thế nào, tiểu tử, ngươi có thể bổ sung đan phương này và luyện chế nó ra không?" Khóe miệng Kim Nguyên hơi nhếch lên, không cảm thấy hành động của mình là vô liêm sỉ, ngược lại còn cho rằng mình cuối cùng cũng lấy lại được một bàn thua, rất đắc ý. "Tại sao phải để ta bổ sung? Đây là mọi người cùng nhau luận đạo, chứ không phải là màn trình diễn cá nhân của ta." hay là ngươi tự mình không có năng lực này, lại thèm muốn diêm lôi trừ chú đan này nên mới yêu cầu như vậy. Thẩm An tại nhà nhạc mở miệng, hắn nhìn ra quy lão đầu hẳn là không muốn công khai cổ phương này, hẳn là muốn riêng tư thỉnh giáo. Hừ, trong kim ô tộc có vô số đan phương, bản tọa sẽ thèm muốn đan phương của hắn sao, Kim Nguyên cười khẩy một tiếng, bổ sung không được thì chính là bổ sung không được, đừng có ra vẻ nữa. Nghe lời hắn nói, Thẩm An tại nhướng mày, ngươi bảo ta bổ sung thì ta bổ sung, như vậy chẳng phải ta rất mất mặt sao nếu ta bổ sung được ngươi có thể cho ta cái gì ha 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 nếu ngươi thật sự có thể bổ sung được chỉ cần ta có ngươi muốn gì bản tọa sẽ cho ngươi cái đó được thẩm an tại đứng dậy liếc nhìn hứa thiên diệp sau lưng sau đó nhàn nhạt mở miệng ta cũng không muốn nhiều ngươi muốn gì ánh mắt kim miên hơi nheo lại ta muốn một nghìn năm tuổi thọ của ngươi lời nói bình thản truyền xuống tất cả mọi người đều ngưng mắt lại, nghi ngờ mình có phải nghe nhầm không. Một nghìn năm tuổi thọ, mặc dù cường giả hoàn cảnh có tuổi thọ vạn năm nhưng một nghìn năm cũng không phải là ít, ánh mắt mọi người đổ dồn về hứa thiên diệp sau lưng hắn, đều mơ hồ hiểu ra tại sao mộ dung thanh vân lại mở miệng đòi một nghìn năm tuổi thọ. Có lẽ là vì lão già sắp chết kia. Hứa thiên diệp nghe vậy cũng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng tiến lên muốn nói gì đó nhưng lại bị thẩm an tại phất tay ngăn lại, hai người không có bất kỳ giao lưu nào nhưng dường như đã giao lưu xong nhìn kim nguyên cao mày dường như đang suy nghĩ thẩm an tại nhà nhạc mở miệng thế nào chỉ là một nghìn năm tuổi thọ mà thôi nếu ngươi không muốn cược thì thôi đan phương này sẽ giao cho các vị tiền bối bổ sung hắn vừa nói vừa lắc đầu ngồi xuống mà thấy hắn lại chuẩn bị ngồi xuống kim nguyên càng nhíu mày tu luyện lâu như vậy hắn đương nhiên biết tên tiểu tử này có thể đang lấy lui làm tiếng dụ mình mắc bẫy. Kẻ ngốc mới dính chết tiệt, một tiểu tử tổ cảnh bác phẩm, dù có bản lĩnh đến đâu, chẳng lẽ còn có thể lật trời, còn có thể luyện chế ra hoàng phẩm đan dược sao? Cược, Kim Nguyên đập bàn, sắc mặt lạnh lùng. Nói trước, nếu ngươi luyện không ra thì quỳ từ đây đi ra ngoài, đồng thời hét lớn ba tiếng, Ngọc Phong là phế vật, thế nào, khóe miệng hắn nhếch lên cười khẩy, liếc nhìn Ngọc Phong đầy khiêu khích. Cái này thẩm an tại nhướng mày, liếc nhìn Ngọc Phong. Ngọc Phong mỉm cười, không sao, nếu ngươi thua, ta sẽ tự mình hô ba tiếng. Thấy hắn không có ý kiến gì, Thẩm An Tại cũng không nói nhiều, quay đầu đồng ý, được, ta mộ dung thanh vân tiếp nhận cuộc cá cược này. Mong kim tiền bối giữ đúng lời hứa, đến lúc đó đừng hối hận. Thấy hắn mặt không chút sợ hãi, thậm chí còn mỉm cười, Kim Nguyên có chút hối hận. Vạn nhất tên tiểu tử này thực sự có cách nào đó để bổ sung đan phương này thì chẳng phải mình thật sự phải đưa ra một nghìn năm tuổi thọ sao, nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi, có nhiều người ở đây như vậy, hắn là người của Kim ô tộc, nếu vi phạm lời hứa mất mặt, truyền ra ngoài thì cũng không dễ giải thích với tộc nội. Mà những người khác thấy hắn thực sự đồng ý cá cược với Kim Nguyên, không khỏi đều cảm thấy kinh ngạc. Điều này không giống như vấn đề cải thiện phương pháp luyện đan vừa rồi, cổ phương hiếm có, muốn bổ sung, khó khăn đến mức nào, tiền bối, không biết 29 vị thuốc còn lại, tiền bối đã chuẩn bị bao nhiêu, chuẩn bị, ừm, một phần Lão Quy nói, dừng lại một chút mới trả lời. Không biết có thể đưa phần thuốc đó cho Vãn Bối nghiên cứu không? Lão Quy có chút do dự. Loại thuốc này không giống như một viên tụ hồn đan, loại thuốc này dùng để luyện chế hoàng phẩm đan dược, năm tuổi thấp nhất cũng là 600 năm, yên tâm, nếu Vãn Bối không chắc chắn, chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Thấy hắn nói như vậy, lão Quy mới từ từ gật đầu, lấy ra 29 vị thuốc. Nhìn những loại kỳ trân dị thảo này, thẩm an tại không khỏi cảm thán yêu thích không buông tay nếu năm đó có loại thuốc này mộ dung thiên cần gì phải tu luyện vất vả như vậy hắn coi như hiểu được câu nói chúng ta lúc đó làm gì có điều kiện như các ngươi bây giờ có ý gì bên ngoài mọi người cũng bắt đầu bàn tán xôn xao có người bàn luận về sự liều lĩnh của thẩm an tại lại lấy cảnh giới tổ cảnh bác phẩm vọng tưởng sửa chữa hoàn phẩm đan phương có người thì bàn luận về ba vị thuốc còn thiếu này hẳn là loại nào có tác dụng gì thậm chí bên vân lai lão tổ đã bắt đầu thử luyện đan muốn thông qua phương pháp này để mình biết được ba vị thuốc còn thiếu nhưng ánh mắt của không ít người đều đổ dồn về thẩm an tại muốn xem hắn sẽ làm gì tiếp theo còn bản thân thẩm an tại hắn đang đánh giá đan phương tàn khuyết đó quả thực cảm thấy có chút khó khăn với trình độ dược đạo hiện tại của hắn quyết không đủ tư cách để suy diễn loại đan phương này vì vậy sau khi thử một lần hắn vẫn nhìn vào bản hệ thống nhàn nhạt nói vạn đạo thôi diễn thuật khởi động cùng với câu nói này rơi xuống hắn chỉ cảm thấy hai mắt hơi lạnh cả người trong nháy mắt này hoàn toàn thả lỏng lúc này cảm giác của hắn rất kỳ diệu giống như mình lại trở về những ngày làm vạn giới bi vạn đạo trong thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay vạn sự trong thiên hạ không gì không biết không gì không hiểu hắn ngẩng đầu nhìn lại đan phương đan phương lúc này dần dần thay đổi không còn là những chữ viết đơn thuần mà giống như biến thành từng người nhỏ xuất hiện trong đầu thẩm an tại bắt đầu luyện chế đang dược đã là suy diễn tất nhiên sẽ không thành công ngay lần đầu thẩm an tại chăm chú quan sát từng cử động của những người nhỏ hư ảo đó chăm chú học tập ghi chép mười lần không thành vậy thì trăm lần nghìn lần thời gian như không cần tiền nhanh chóng trôi qua trong thức hải của thẩm an tại nhưng những người nhỏ trong đầu hắn luyện đang hàng nghìn lần, bên ngoài mới chỉ trôi qua vài hơi thở. Thấy Thẩm An tại nhìn chầm chầm vào đan phương, dường như đang suy nghĩ. Vẻ nghiêm túc đó khiến Kim Nguyên cau mày, trong lòng không khỏi lo lắng. Ba người Vũ Huyên, Hứa Thiên Diệp, Ngọc Phong đều căng thẳng nhìn về phía bên kia. Khoảng mười mấy hơi thở trôi qua, Thẩm An tại chớp mắt, như bừng tỉnh. Hắn hơi nhếch miệng, cảm thấy trình độ dược đạo của mình đã sâu sắc hơn không ít gần xong rồi tiền bối xin mượn lò luyện đan cho ngươi đã đưa đan dược cho hắn rồi lão quy đương nhiên sẽ không keo kiệt một cái lò luyện đan dù sao cũng không sợ nổ kim tiền bối mời tiền bối xem cho kỹ thẩm an tại cân nhắc lò luyện đan đặt xuống mọi người nhìn thấy cảnh này đồng tử đều co lại sao thế hắn định bắt đầu luyện đan rồi sao từ lúc nhìn thấy đan phương mới bao lâu chứ cho dù là thiên tài tuyệt đỉnh cũng không thể như vậy hắn chẳng lẽ là lần này không chỉ những người khác ngay cả vân lai lão tổ thần khuyết lão tổ cũng nheo mắt lại bởi vì bọn họ cũng chưa suy tính ra được hình dạng hoàn chỉnh của đan phương này thẩm an tại đập hai nắm đấm vào nhau ngọn lửa bùng phát thật sự chuẩn bị sử dụng phương pháp luyện đan vừa mới cải tiến mọi người càng thêm kinh ngạc phương pháp này mạnh mẽ tốc độ luyện hóa linh dược lại nhanh đến mức kinh người nhưng cũng rất khó kiểm soát một cú đấm giáng xuống, không có tiếng vo ve nhưng ngọn lửa lại phun trào. Thẩm An tại liên tục vung 80 cú đấm, ngọn lửa bên trong dưới sự thúc đẩy của khí lực đã đạt đến nhiệt độ kinh người. Lúc này, hắn mới đổ tất cả các loại thuốc vào, tốc độ rất nhanh. Ầm, uhm, thuốc vừa mới vào, lò luyện đang đã phát ra một tiếng nổ lớn, mọi người nhìn lại, không ít thuốc bên trong đã mất hình dạng. Điều này cũng khiến không ít người có mặt nhíu mày, chỉ một chút như vậy rõ ràng là đang đề phòng người khác biết hắn đã cho ba vị thuốc khác là gì. Nhưng mọi người có mặt hơi lắc đầu, cũng không để ý, bọn họ không cho rằng chỉ trong một chút thời gian như vậy, tên kia có thể bổ sung hoàn chỉnh đan phương này, chỉ là lãng phí một số nguyên liệu tốt mà thôi. Nhưng Thẩm An tại lại không để ý đến bọn họ, một tay linh hỏa biến thành búa, liên tục dùng sức đập vào lò luyện đan. Tiếng vo ve không ngừng vang lên, điếc tai nhức óc. Phương pháp luyện đan mới lạ như vậy khiến Vân Lai lão tổ và Thần Khuyết lão tổ đều gật đầu, vô cùng chấn động. Ầm ầm, theo từng nhát búa của Thẩm An tại như đánh ra một loại nhịp điệu nào đó, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm dữ dội, một luồng uy thế khủng bố bao trùm nơi đây, như khóa chặt một thứ gì đó bên trong lò luyện đan. Đó là, đan lôi, chẳng lẽ hắn thực sự sắp luyện thành đan rồi, vậy mà lại dẫn đến đan lôi, có người kinh hô, còn có người sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hừ, Diêm Lôi trừ chú đan chính là cần lực lượng đang lôi này, ta muốn xem, với thực lực của ngươi, làm sao có thể hóa giải đang lôi vi năng như vậy thành thuốc, Kim Nguyên hơi nhếch miệng, lộ ra một nụ cười lạnh. Muốn chống lại lôi kiếp, một tổ cảnh bác phẩm thì còn lâu mới đủ, trừ khi Ngọc Phong hoặc hứa thiên diệp ra tay giúp đỡ. Mà như vậy thì hắn lại không thể mượn đang lôi nhập dược. Nhìn thế nào thì hắn cũng không thể luyện thành đan, thẩm an tại ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, đến rồi sao? Ngay sau đó, hắn ôm lấy lò luyện đan bằng hai tay linh nguyên trong cơ thể điên cuồng cuộn trào hóa thành từng sợi tơ bọc hắn và lò luyện đan lại một trong những bí pháp của thần nông dược quyển xuân tầm hóa kén thấy trên sân xuất hiện kén linh nguyên ngọc phong xoẹt một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế chăm chú nhìn về phía trước thần khuyết lão tổ cũng đứng dậy sắc mặt có sự thay đổi bí pháp đó hắn đã từng thấy xuân tầm hóa kén thần khuyết lão tổ trừng mắt nhìn chầm chầm vô số sợi tơ màu trắng quấn quanh trên sân, ngay cả râu cũng run rẩy vì kích động. Vân Lai Lão Tổ nghe thấy giọng nói vừa đè nén vừa kích động của hắn, không khỏi hơi nhíu mày. Lão hữu, người biết bí thuật này sao, người trước hơi gật đầu, âm thầm truyền âm. Đây là bí thuật không truyền ra ngoài của độc y thánh tôn, nam dược đế, ta cũng may mắn được gặp một lần vào những năm trước. Nói xong, hắn lộ vẻ mặt hoài niệm buồn bã thì thầm truyền âm. Mờ mịt năm đó, nàng chỉ là một dược sư thất phẩm nhỏ bé, ở bên cạnh một tà tu làm tiểu đồng, bị coi như lô đỉnh để bồi dưỡng, ngày đó đầu xuân tuyết rơi, ngàn dặm trắng xóa, nàng mặc một bộ đồ trắng như tiên nữ giáng trần, rõ ràng là một khuôn mặt dịu dàng cứu giúp thế gian nhưng ra tay lại vết chóc dữ dội, xuân tầm hóa kén, giữa ngọn lửa thánh ngút trời đã diệt sạch sơn môn tà tu, lại cứu ta khỏi nơi nước sôi lửa bỏng, thấy ta thông minh, liền chỉ điểm cho ta ba bốn điều về dược đạo. Nói xong, hắn liếc nhìn Vân Lai lão tổ, khẽ thở dài ta có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, đều nhờ ân huệ của Nam Dược Đế, cho nên cả đời này không dám quên. Chỉ tiếc là sau đó, ta không bao giờ gặp lại nàng nữa. Nói đến đây, đôi mắt rũ xuống của hắn lại khôi phục được vài phần ánh sáng, có chút lấp lánh nhìn chầm chầm vào cái kén trắng khổng lồ trên sân. Không ngờ hôm nay Vân Lai Lão Tổ cũng ánh mắt lấp lánh, nhìn nhau với người trước rồi nheo mắt lại. Thảo nào, thảo nào, trước đó bọn họ còn cảm thấy kỳ lạ, một võ giả tổ cảnh bác phẩm nhỏ bé ngọc phong sao có thể dạy hắn có dược đạo đến mức này nhưng nếu thêm một nam dược đế nữa có vẻ như những chuyện mà tên nhóc kia làm được ngày hôm nay đều không có gì lạ còn những người khác ngoài hắn và ngọc phong khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ khi kén trắng khổng lồ bao bọc lấy lò luyện đan và con người đều lộ vẻ kinh ngạc đây là cái gì hơi thở pháp tách dược đạo nồng nặc quá thuộc này không đơn giản kim nguyên cũng cao mày trong lòng bất an ầm ầm trên tầng mây tiếng sấm rền vang gió nổi lên một tia sét màu tím to bằng thùng nước như rồng sấm há miệng lao xuống nơi này nhưng sấm sét giáng xuống thế hủy diệt lại đột ngột giảm đi chỉ thấy rồng sấm dừng lại thân nó đã cuốn lấy từng sợi tơ vô số tia sét theo sợi tơ trắng tràn vào trong kén khổng lồ hòa vào bên trong một tia sét như vậy hai tia sét cũng như vậy cuối cùng năm tia sét dừng lại trên kén khổng lồ bị những sợi tơ trắng quấn chặt tạo thành một cảnh tượng tĩnh lặng nhưng sức mạnh diệt vong của lôi kiếp bên trong lại không ngừng tràn vào bên trong đây bí thuật này cũng là ngươi dạy sao quy lão đầu nam ông đều quay đầu nhìn về phía ngọc phong vẻ mặt nghi ngờ ngọc phong nhướng mày không trả lời cũng không phủ nhận hắn chỉ biết mộ dung thanh vân này dường như không đơn giản như hắn tưởng tượng nếu nếu thực sự như hắn nghĩ là người đó đã trở lại có lẽ bế tắc của bách lý nhất kiếm có thể được giải rồi ngay cả khi không có cực đạo chi khí ngay cả khi đã đến đường cùng ngay cả khi thanh kiếm của lôi lão kiếm tổ kia có sắc bén đến đâu có hắn ở đây mọi thứ đều ổn không biết từ lúc nào nắm đấm dưới tay áo của ngọc phong đã nắm chặt hắn có chút mong đợi tiếng sấm dần dần dừng lại tất cả mọi người đều nín thở chăm chú nhìn vào cái kén khổng lồ đã bị sức mạnh của lôi kiếp tàn phá thành một màu đen cháy xém cùng với tiếng vỡ vụn nhẹ vang lên, một nắm đấm đập vỡ kén, mở lòng bàn tay ra. Hương thuốc tỏa ra, tất cả mọi người đều cảm thấy thức hải trong trẻo ngay lập tức, như thể những chuyện tích tụ đè nén trong lòng những năm này đều nhẹ nhõm hơn nhiều. Giữa lòng bàn tay đó, đang nằm y một viên đan dược màu tím, lôi văn lưu chuyển, quả thực không tầm thường. Đan thành, theo một tiếng hét nhẹ vang lên, kén khổng lồ nổ tung. Thanh niên bên trong áo choàng tung bay, búi tóc xỏa tung, tóc xanh buông xuống hai bên, vô cùng anh tuấn. Xoẹt, trên sân, trong nháy mắt xuất hiện thêm hơn 10 bóng người. Vây quanh hắn, ánh mắt đều đổ dồn vào viên đang dược màu tím trong tay hắn, ánh mắt nóng bỏng. Đây chính là, diêm lôi trừ chú đan, quy lão đầu càng kích động, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Đúng, chính là hơi thở này, hoàng phẩm, hoàng phẩm diêm lôi trừ chú đan, tuyệt đối không sai mà nghe được ngay cả người sở hữu cổ phương cũng nói viên đan dược này là hàng thật giá thật, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Xem ra, tên nhóc này thực sự đã làm được, thẩm an tại mỉm cười, đưa viên đan dược này vào tay quy lão đầu, hơi không người. Tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh, cách bổ sung đan phương, sau đó ta cũng sẽ viết ra đưa cho ngài. Tất nhiên, đang thành hai viên, hắn chỉ giao ra một viên. Làm phiền tiểu hữu, làm phiền tiểu hữu, Quy lão đầu cười đến nỗi khóe miệng không khép lại được, vừa rồi dưới kén khổng lồ đó, bên trong đã xảy ra chuyện gì không ai biết. Cho nên cụ thể phải luyện đa như thế nào, bọn họ không biết. Điều này cũng đúng với ý định của hắn, đan phương này rất quý giá, nếu thực sự bị mọi người biết đến thì hắn sẽ lỗ lớn. Tiểu hữu thật là tài giỏi, lão phu tuần sơn đạo nhân bản tọa thủy sam dược tổ nghe thấy những âm thanh xung quanh, thẩm an tại cung kính chấp tay nhưng ánh mắt lại nhìn về phía xa xa. Kim tiền bối, ngài định đi đâu? Kim Nguyên vừa bước đi thì dừng lại, sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử, ai dạy ngươi thủ đoạn này? Bản tọa rất hiểu Ngọc Phong, tạo nghệ dược đạo của hắn tuyệt đối không bằng ngươi, ngươi bẫy ta như vậy, rốt cuộc là ai phái ngươi đến, thấy không đi được, hắn liền sắc mặt hung dữ, lập tức giết người, chụp một cái mũ lên đầu. Kim Nguyên, một tiếng quát lớn vang lên. Ngay sau đó, một lão giả mặc áo vải thô xuất hiện ngay lập tức, đứng trước mặt hắn, sắc mặt hơi lạnh ngươi không mời mà đến vì thân phận kim ô tộc của ngươi mà lão phu không nói gì với ngươi nhưng nếu ngươi muốn gây chuyện thị phi trong buổi luận đạo của lão phu thì đừng trách lão phu trở mặt không nhận người trưởng lão của linh tộc ngươi lão phu cũng có chút giao tình thân phận của ngươi còn không đè được lão phu thần khuyết lão tổ sắc mặt lạnh lùng giọng nói cũng uy nghiêm hơn không ít uy áp của hoàn cảnh lục phẩm khuếch tán khiến không khí nơi đây hơi ngưng lại ngọc phong cũng đứng dậy vào lúc này giọng điệu hờ hững là bậc trưởng bối lại là ngươi khiêu khích trước chẳng lẽ không nhận thua nổi, ngay cả một kẻ hậu bối cũng không bằng. Sắc mặt Kim Nguyên có chút khó coi, chăm chú nhìn chầm chầm vào thanh niên phía sau đám người, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tiểu tử, ngươi xác định muốn lấy một nghìn năm tuổi thọ của ta, đã nghĩ kỹ chưa, trong lời nói, ẩn chứa ý đe dọa nồng đậm. Một cường giả hoàn cảnh tam phẩm, đi uy hiếp một tổ cảnh bát phẩm. Vậy mà tổ cảnh bát phẩm này lại quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Phản bối đã nói gì thì chính là như vậy, sẽ không thay đổi. Thẩm An tại sắc mặt hờ hững, dưới ánh mắt đầy hung quang của hắn, vẫn thản nhiên tự đắc. Được, ngươi nhớ cho bản tọa, ánh mắt Kim Nguyên lóe lên vẻ hung ác, cũng không nói nhảm nữa, điểm vào mi tâm. Dưới ánh lửa vàng cuồng bạo, một giọt máu pha lẫn ánh sáng vàng được hắn lấy ra, mơ hồ còn tỏa ra hơi nóng vô cùng. Sau khi lấy ra giọt máu này, hơi thở của Kim Nguyên yếu đi vài phần, ngay cả tóc cũng hơi bạc thẩm an tại nhận lấy giọt máu bay tới không chút do dự trực tiếp đưa tay ném sang cho hứa thiên diệp bên cạnh hứa thiên diệp nâng giọt máu nóng hổi mang theo sinh cơ dồi dào trong tay đôi mắt đục ngầu hơi run rẩy không biết đang nghĩ gì hừ tiểu tử ngươi nhớ cho kỹ kim nguyên lạnh lùng liếc nhìn thẩm an tại sau đó phất tay áo quay người không nán lại nữa mục đích ban đầu của hắn đến đây là muốn xem có thể lấy được thiên sinh thủy của thần khuyết lão tổ hay không nhưng tình hình hiện tại hắn căn bản không còn mặt mũi để ở lại nữa. Sau khi hắn rời đi, bầu không khí ở đây cũng dần trở lại bình thường. Không ít người bắt đầu đến gần Thẩm An Tại để làm quen. Còn thần khuyết lão tổ cũng nhìn Thẩm An Tại với ánh mắt lấp lánh nhưng hắn không nói nhiều vào lúc này. Tiếp tục luận đạo, mọi người có thắc mắc gì, hãy cùng nhau đưa ra thảo luận. Theo lời thần khuyết lão tổ lên tiếng, cuộc luận đạo này mới thực sự bắt đầu. 30 năm trước, ta du ngoạn tinh hải, thấy hư không sinh trúc trúc mở chín trăm đốt cảm thán cỏ cây kiên cường sinh sôi không ngừng lão phu từng thấy một cường giả cực cảnh luyện đan hắn dùng cỏ cây bình thường làm thuốc nhưng sen nở ngàn trượng quy luật dược đạo mà hắn vận dụng đến giờ lão phu vẫn chưa hiểu rõ ta có một viên kỳ đan nghiên cứu mười năm nhưng vẫn không thể suy diễn ra cách dùng thuốc cách luyện chế nên đến đây thỉnh giáo mọi người theo các cường giả dược đạo đưa ra những thắc mắc của mình bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi những hậu bối như Trương Thiên Chí suy nghĩ miên man, khi suy ngẫm những vấn đề này cũng thu được lợi ích không nhỏ từ việc họ giao lưu với nhau, thậm chí còn mặt đỏ tía tai khi thảo luận. Còn Thẩm An tại khi nghe những câu hỏi này, cũng sẽ cố gắng tự mình giải đáp, nếu thực sự không giải đáp được, hắn sẽ sử dụng vạn đạo thôi diễn thuật. Như vậy, tiếng giao lưu của mọi người vang lên không ngớt, tựa như hóa thành đại đạo phạm âm truyền vào tai. Thức hải của Thẩm An tại sáng tỏ, như thể thông suốt trăm ngã dưới sự gia trì của vạn đạo thôi diễn thuật những vấn đề này dường như không còn là vấn đề nữa mà là đáp án hiện ra trong đầu hắn vô số kiến thức về dược lý theo sự vận hành của vạn đạo thôi diễn thuật mà tràn vào đầu thẩm an tại bao gồm cả những sách vở đồ sộ mà hắn đã xem ở mộ dung gia trước đây cùng với những kiến thức về nhạc lý cũng khắc sâu vào trong tâm trí thỉnh thoảng mọi người cũng sẽ gặp phải những bài toán khó không giải được lúc này thẩm an tại mới lên tiếng mà mỗi lần hắn lên tiếng đều sẽ gây ra sóng lớn trong đám người. Những vấn đề khiến những cường giả có mặt ở đây bế tắc trong thời gian dài, suy nghĩ không thông, đến tay hắn đều được giải quyết dễ dàng. Ngay cả khi Vân Lai Lão Tổ đưa ra một bài kỳ văn được ghi chép trên một cuốn y thư hoang cổ, Thẩm An Tại cũng có thể nói ra được lý do tại sao. Đến sau cùng, tất cả mọi người thậm chí còn quên mất hắn chỉ là một hậu bối tổ cảnh bác phẩm. Một khi có vấn đề mới xuất hiện, mọi người đều sẽ tập trung ánh mắt vào hắn, mong đợi được giải đáp cuộc luận đạo này khiến tất cả mọi người đều thu hoạch được rất nhiều đặc biệt là thẩm an tại hắn rõ ràng có thể cảm thấy kiến thức về dược đạo trong đầu mình bắt đầu tăng gấp đôi vạn đạo thôi diễn thuật không chỉ đơn giản là suy diễn một loại thuật pháp mà còn là suy diễn ra nhiều thứ khác về những kiến thức liên quan đến phương diện này đều sẽ được suy diễn ra sau đó được thẩm an tại ghi nhớ sâu sắc mãi đến đêm khuya trên vị trí chủ tọa thần khuyết lão tổ vẫn chưa lên tiếng mới từ từ nói các đạo hữu trò chuyện rất vui vẻ lão phu cũng có một vấn đề muốn hỏi các vị đạo hữu cứ nói tâm thần của mọi người chấn động biết rằng trọng tâm của lần này đã đến nếu có thể giải đáp được vấn đề của thần khuyết lão tổ thiên sinh thủy có lẽ chính là lễ tạ thần khuyết lão tổ nhìn mọi người nghiêm mặt nói những năm trước ta đột nhiên có cảm giác có lẽ không liên quan đến dược đạo nhưng lại liên quan đến tâm cảnh. Mọi người tập trung lắng nghe. Ta và các ngươi đều là dược sư, cứu người chết mọc thịt từ xương trắng, nhưng cứu người nhiều, giết người cũng không ít. Bây giờ thỉnh thoảng cảm thấy nhân quả, phiền muộn trong lòng, nhiều năm không có tiến triển, xin hỏi các vị làm sao mới có thể tâm cảnh thông suốt, suy nghĩ thông suốt? Theo giọng nói của hắn hạ xuống, những người có mặt đều ngạc nhiên, nhìn nhau. Vấn đề này dường như không liên quan nhiều đến dược đạo mà là liên quan đến tâm cảnh liên quan đến cái gọi là nhân quả tiền bối sự phiền muộn của ngài rốt cuộc là cứu người hay giết người có người không hiểu hỏi người trước lắc đầu không nói nếu chỉ là vấn đề đơn giản như vậy hắn đương nhiên sẽ không đưa ra để hỏi cho dù là cứu người hay giết người chỉ cần tuân theo bản tâm không để lại tâm ma thì không cần phải để ý hắn để ý là nhân quả dựa vào thiên phú của mình, dựa vào sự ngộ tính của mình, vốn không thể đạt đến cảnh giới cao như vậy. Nếu không phải trước đây từng được độc y thánh tôn chỉ điểm thì cả đời này của hắn sẽ tầm thường vô vị, nhiều khả năng sẽ trở thành lô đỉnh của tà tu. Mà bây giờ, tu luyện đến cảnh giới này, nhìn lại quá khứ. Trên đường đi, dường như luôn theo đuổi bản tâm nhưng dường như cũng luôn vi phạm bản tâm. Hắn muốn trở thành một y giả mạnh mẽ như Nam Dược Đế, nhưng cả đời này sẽ không có hy vọng. Nhưng dù biết không có hy vọng, hắn vẫn dấn thân vào con đường này, tháng cái, đã gần 1.600 năm. Bây giờ cảnh giới, dược đạo, dường như đã đạt đến đỉnh cao, không còn tiến triển nữa. Hắn không khỏi bắt đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện, tâm cảnh không ổn định. Mọi người nhìn nhau, đều không hiểu hắn thực sự để ý điều gì. Ánh mắt thẩm an tại hơi sâu, nhìn lão già mặc áo vải thô, trông như vừa từ ruộng về nếu đoán không nhầm thì lão già này hẳn là đã rơi vào vấn tâm kiếp cái gọi là vấn tâm kiếp không giống với tâm ma kiếp nếu nói tâm ma kiếp là phóng đại vô hạn những thứ mà một người sợ hãi lo lắng nhất trong lòng sau đó thay đổi một người thì vấn tâm kiếp chính là kiếp nạn mà chính bản thân võ giả tự tạo ra cho mình là kiếp nạn về tâm cảnh tại sao cực cảnh lại hiếm chính là bởi vì những đại năng cực cảnh đều có thể vượt qua vấn tâm kiếp này những người không vượt qua được đều mất đi ý chí chiến đấu, trở thành người bình thường, thậm chí là chết đi. Thần Khuyết lão tổ chỉ có hoàn cảnh lục phẩm, hắn sẽ không gặp phải vấn tâm kiếp này. Có lẽ vì hắn đã thất vọng về bản thân, với thiên tư của hắn, không còn cách nào để tiến thêm một bước nữa, càng đừng nói đến việc đạt đến cực cảnh, thậm chí là bất hữu cảnh. Lăn lộn nhiều năm như vậy, bây giờ an nhàn nhiều năm, hắn dần mất đi khí thế của năm xưa. Đến khi quay đầu lại, phát hiện mình đã lãng phí nhiều năm tiến triển chậm chạp thì đã muộn khi nhìn lại những gian khổ khó khăn trong quá khứ vấn tâm kiếp cũng theo đó mà đến ánh mắt của thần khuyết lão tổ tự nhiên cũng được vân lai lão tổ nhìn thấy không khỏi thở dài trong lòng hóa ra người bạn già này của mình lại phiền muộn vì vấn đề này là an phận thủ thường hay là tiếp tục đi trên con đường chông gai để tranh giành những thứ cao hơn trên thế gian thẩm an tại nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu dừng vận hành vạn đạo thôi diễn thuật chỉ còn lại một giờ nữa vấn đề này vạn đạo thôi diễn thuật cũng không đưa ra được câu trả lời chính xác quan trọng nhất vẫn là xem thần khuyết lão tổ tự lựa chọn như thế nào người ngoài chỉ có thể hướng dẫn sinh ra trong lo lắng chết trong an nhàn rất nhiều người đều biết đạo lý này nhưng rất nhiều người vẫn lựa chọn đắm chìm trong sự thoải mái bởi vì như vậy ít nhất bọn họ không cần phải căng thẳng lúc này nơi đây chìm vào im lặng Mọi người nhìn nhau, nhíu mày suy nghĩ. Thậm chí có người còn không hiểu lắm, thần khuyết lão tổ rốt cuộc muốn hỏi điều gì. Ngọc Phong nhìn về phía thiếu ni ngồi bên cạnh, nhìn hắn nâng tách trà lên, nhẹ nhàng lắc đầu thổi, ánh mắt lấp lánh. Thổi trà, đó là việc mà người phàm mới cần làm. Những võ giả như bọn họ, sao lại sợ nóng, mà mộ dung thanh vân hiện tại dù sao cũng là tổ cảnh bác phẩm, uống trà sao phải thổi, khả năng duy nhất chính là trước kia khi hắn còn là người phàm thường thì thường uống trà cho nên mới có động tác vô thức này trở thành thói quen có lẽ chính hắn cũng không nhận ra sao vậy ngọc phong đại nhân trên mặt ta có gì sao thẩm an tại hơi quay đầu lại phát hiện hắn vẫn luôn nhìn mình không khỏi nhíu mày hỏi không có gì ngọc phong lắc đầu nhìn hắn thật sâu không nói thêm gì nữa chỉ là có một số chuyện hắn nghĩ trong lòng mình hẳn đã có câu trả lời tiền bối về vấn đề giết người cứu người này, ta nghĩ không cần phải suy nghĩ nhiều, kẻ giết người thì cũng bị người khác giết, hôm nay ta giết người, ngày khác cũng có thể bị người khác giết, chuyện tương lai không thể đoán trước, sao phải nghĩ nhiều, Trương Thiên Chí chấp tay nói, thử đưa ra câu trả lời. Nhưng thần khuyết lão tổ lắc đầu, không nói gì, người kia tiếc núi ngậm miệng. Tiền bối nói về nhân quả, theo ta thấy, năm xưa gieo nhân, ngày sau chưa chắc đã kết quả, chuyện vụn vặt trên đời này nhiều vô kể, nếu bất cứ chuyện gì cũng phải đi so đo nhân quả vậy chẳng phải làm gì cũng bị trói buộc bởi những quy tắc sao như vậy chẳng phải là không còn tự chủ không còn tự do sao một lão giả râu bạc đứng dậy nói lời của hắn hiển nhiên sâu sắc hơn trương thiên chí đã nói đến chuyện nhân quả cũng khiến không ít người ở đây gật đầu trong lòng vô cùng đồng tình nhưng thần khuyết lão tổ vẫn lắc đầu chậm rãi nói nhân quả định mệnh giống như một tấm lưới lớn dường như đã được giăng ra từ khi ta được sinh ra cho dù bản thân cảm thấy thuyết nhân quả không đáng tin hư vô mờ mịt nhưng trong bóng tối nhân quả vẫn tồn tại nói đến đây thần khuyết lão tổ vô tình liếc nhìn thẩm an tại rồi tiếp tục nói ví dụ như việc các ngươi khi xưa chọn bước lên con đường võ đạo chính là nhân mà việc có được địa vị như ngày hôm nay chính là quả các ngươi lại thấy thuyết nhân quả này đúng hay sai cái này mọi người đều nghẹn lời nhìn nhau nếu nói như vậy thì có vẻ như chính vì nhân là bước lên con đường võ đạo năm xưa mới kết thành quả là luận đạo ngày hôm nay nhưng nếu mọi thứ trên đời đều dùng nhân quả để giải thích vậy chẳng phải không có ai có thể thoát khỏi nhân quả sao tiền bối thuyết nhân quả thực sự là một điều vô lý nếu thực sự như vậy thì khi ta không làm gì cả chẳng phải sẽ không bị nhân quả cuốn thân sao có một hậu bối đứng dậy nói hôm nay ngươi suy nghĩ về nhân quả sau đó đưa ra câu trả lời này chính là nhân quả là nó thúc đẩy ngươi sinh ra quả là không làm gì cả. Thần khuyết lão tổ nhà nhạt nói. Chỉ một câu nói này đã khiến sắc mặt của chàng trai trẻ hơi khựng lại, nhớ mày rồi từ từ ngồi xuống, dường như cũng chìm vào trầm tư. Điều này giống như tạo thành một vòng luẩn quẩn. Bọn họ càng muốn thoát khỏi cái gọi là thuyết nhân quả thì lại càng thấy mình như lúng sâu hơn. Câu hỏi này không có lời giải. Một canh giờ, hai canh giờ. Nơi đây liên tục có người đứng ra, nói ra suy nghĩ của mình nhưng vẫn không thể khiến thần khuyết lão tổ hài lòng, vẫn luôn lắc đầu. Cho đến khi phương đông dần hưởng sáng, ánh mắt của hắn mới hoàn toàn dừng lại trên người thẩm an tại. Tiểu hữu không định nói gì sao, thẩm an tại ngẩng đầu lên nói. Chính ngài còn không biết đáp án là gì, vậy thì làm sao vãn bối có thể đưa ra được, ngươi không muốn thử xem sao, các ngươi đến đây hẳn đều là vì thiên sinh thủy, nếu không nói gì cả, có lẽ sẽ mất đi thứ mình muốn. Đại đạo chí giảng, đôi khi không có đáp án chính là đáp án thẩm an tại mỉm cười nâng tách trà lên định uống nhưng cuối cùng lại đặt xuống uống trà cả một đêm miệng đã đắng ngắt mà thần khuyết lão tổ lại hơi khựng lại lẩm bẩm đại đạo chí giảng bốn chữ đơn giản nhưng lại như một cái búa tạ đập thẳng vào lòng phản bối có nói thêm nữa khi không phải là đáp án mà ngài muốn thì đều vô dụng thẩm an tại phủi phủi tay áo còn về thiên sinh thủy nếu dùng thuyết nhân quả của ngài để quyết định thì ai gieo nhân, người đó sẽ gánh quả ngày hôm nay. Vậy là ngươi đang trả lại câu hỏi cho lão phu sao, thẩm an tại cười nói, cũng không hẳn, vãn bối năm xưa du ngoạn, phát hiện ra một trò chơi nhỏ thú vị, trong lúc bản thân không chắc chắn đáp án như thế này thì hiệu quả nhất, tiền bối có muốn thử không, trò chơi nhỏ, thần khuyết lão tổ nhướng mày, có chút hứng thú. Nói thử xem. Thẩm an tại nhìn trái nhìn phải, cuối cùng quay lại nhìn hứa thiên diệp. Trên người có đồng tiền không? Có. Cho ta một đồng. Khi một đồng tiền của Phàm Trần rơi vào tay thẩm an tại, hắn búng ngón tay ra, rơi ổn định tại trước bàn của thần khuyết lão tổ. Không biết là tiền của người Phàm ở hạ giới nào, một mặt khắc, chiêu tài tiến bảo, một mặt khắc, vĩnh hòa nguyên niên. Trước sau do tiền bối tự định, tùy tiện tung lên, khi nó rơi xuống, tiền bối sẽ tự biết đáp án. Thẩm An tại thản nhiên nói. Cái này, có phải là quá tùy tiện rồi không đúng vậy chuyện lớn như vậy sao có thể dùng một đồng tiền để định đoạt quá mức tùy tiện mọi người thấy cảnh này đều lắc đầu thú vị ánh mắt thần khuyết lão tổ lóe lên thực sự cầm đồng tiền đó lên xem đi xem lại mấy lần sau đó lên tiếng vậy thì không bằng chơi với tiểu hữu một lần nếu là mặt trước thiên sinh thủy sẽ cho ngươi nếu là mặt sau thì bất kể ngươi sau này nói gì thiên sinh thủy cũng không cho ngươi thế nào thần khuyết lão tổ mỉm cười nói tùy ý thẩm an tại gật đầu nếu đã vậy mặt chính sẽ định là hắn vừa định mở miệng thẩm an tại lại lắc đầu mặt nào trước mặt nào sau đợi đồng tiền rơi xuống rồi tiền bối hãy nói cũng chưa muộn ngoài ra khi tung đồng tiền tiền bối có thể gửi gắm thắc mắc của mình vào đó để nó đưa ra đáp án được thần khuyết lão tổ gật đầu sau đó nắm chặt đồng tiền tung lên ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào đồng tiền đó chỉ là khi đồng tiền lơ lửng trên không trung, với tu vi của những người có mặt ở đây, thực ra đã nhìn thấy kết quả. Sẽ là bốn chữ, vĩnh hòa nguyên niên, ngửa lên. Chỉ là, đây rốt cuộc là mặt trước hay mặt sau, đang đang đồng tiền rơi xuống, nảy lên hai lần. Quả nhiên là bốn chữ, vĩnh hòa nguyên niên, ngửa lên. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào thần khuyết lão tổ. Hắn nhìn chầm chầm vào bốn chữ trên đồng tiền, hồi lâu không nói gì. Nhiều năm do dự, chần chừ, hoang mang trong khoảnh khắc đồng tiền tung lên, dường như đã có đáp án. Vấn tâm kiếp này, lại do một đồng tiền nhỏ bé như vậy đưa ra kết quả. Trong lòng hắn, bốn chữ vĩnh hòa nguyên niên là mặt sau. Nhưng lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm An tại, lại lên tiếng nói. Là mặt trước, ngươi thắng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.